Hiện bây giờ, Madonna bỏ ca tiên lôi niềng khói, đại chí chùm tiếu, rương chùm bẹ lôi mình bồm xong. Bóng bóng chí tí cổ rộp ăn. Ây giá, lúc Madonna chắp đám tục đông phương hời. Cả đó bê đây mà mùi đi dạp bê môn. Lúc bà bỏ ca hai tham miên nè xa lập bạc, có đôi chìa miên chìa chùm tiếu khả. Nâng bộ cố là bây mùi chùm nuồn. Bạn chùm bẹ lôi lôc bằng tay mình bồm tu tuột xong. Nếu không sợ cảm ở phía bồi này, thì bộ ở fan chưa bị xe này pra bắn đánh xung cung chỉ trang sơ tại nước xe màn bắn đỏ. Cô rơi bê đã đăng rương nghi bất bỏ cót chết đánh. Hãy lên đi xuống bây tay chùm tiêu ôi. Có bàn chùm bẹ lôi lục ma đồ nà đài. Rồi hôn một tôn đường bê này, lôi rồi bỏ lục ma đồ nà đài lục chùm tiêu chùm bẹ mần tôn miên cá đó sai chùm lục ma đồ nà nở lại. Bẹ bôn chùm mùi đường bánh hà ni à vây đai bần xo tốt trâm tại ca xo này dạng. Xôm chùm rơi phong đài thang. ក្រោយពេលដែលកូវីដនៅក្នុងសម័យកាលកូវីដដែលពីឆ្នាំត្រូវបានបិទប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពមិនស្រួលនោះគឺមានអ្នកសិល្បៈជាច្រើនដែលគាត់នឹងផងខ្លួននៅក្នុងបំណុលដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជឿសូមមេត្តាជួយ ប្រទេសនឹងការផុសផុងខ្លួនជាប់ក្នុងបំណុលរងកោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលួយតុងទីនដែលកូនបំណុលរត់ចោលកូនបំណុលមិនព្រមសងហើយនឹងលោកគឺជាមេក្រុមដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវសងចំនួនកូនក្រុមផ្សេងៗទៀតយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែរប្រទេសបញ្ហាចាក់ស្រេះរឿងលួយកាក់នេះច្រើនពេលស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021មកពីនេះលោកម៉ាដូណា ក៏បានដាច់ចិត្តបង្ហោះសារមួយពោពេញដោយការខឹងក្រោធនៅលើការទំព័រ chat mình chơi nhóm nâng tay tại chat Facebook cứ sẵn mình đá chọn kết ở rương bằng hoa tê nhóm nâng ạ chất tù lìa nè bẹp bọn chú môi nâng chú môi đá mát đồ ná lớp lạc nụ bà trở bàn ạ lê mặt anh xung cung Facebook xong xài thay chị ạ đất đà ra complain xảy ôi đại bà cho bọn mình nghe chia chùm tiêu phòng đại bần to bì lục mát đồ ná bằng hoa xa ní rùa cho hóng. Nè lên màn đánh xung cung Facebook có bạn chạp ở rộm nâng cái nét nơi Facebook mùi đại miền chung một thà Lisa vì nè đấy kê score thay chị ạ đất đà ra complain nâng lộp chùm tiêu ôi bàn chỗ comment đòi sở xê nơi khu nông comment đại lộp chùm tiêu sợi ôi bàn hiệp rộp thẻ Madonna chữ xôm ô côn chất tù liê rộp bọp hết khi nhóm nâng tăng tài chlai chlong tài khi nhóm nâng màn bàn chlai prua tài bệ khlạc ខ្ញុំមិនបានប្រើទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងក៏បានមានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍អ្នកខ្លះនឹងតែងតែដកទូរស័ព្ទអ្នកផ្ទះនឹងដកទូរស័ព្ទខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងគឺធ្លាប់ប្រាប់មិនដែរតែម្យ៉ាងទៀតគឺតិចណាស់ដែលមិនបានឆ្លើយឲ្យលើនេះសរុបដោយអនុគ្រោះគឺខ្ញុំសុំពេលព្រោះមិនទាន់មានលុយនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកណេនីដែលមានឈ្មោះថាលីសាសាហ្វីណាអាចដិតតារាកំ្លែងជំទាវអោយក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសុំតូនណាមិត្តភ័ក្រលុយតុងទីនមិត្តភ័ក្រឲ្យខ្ញុំធ្វើជាលិខិតចំពាក់ប្រាក់នៅមុខមេធាវីក៏ខ្ញុំព្រមធ្វើអស់ហើយតាំងដែលតុងទីនមិត្តភ័ក្រឯងនឹងកំពុងជួបបញ្ហាកូនខ្លះលែងបងកូនខ្លះរត់ ខ្ញុំនឹងក៏ជួបបញ្ហាធ្ងន់ដែរតែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមទទួលខុសត្រូវហើយបំផុតនោះគឺកលៈទេសៈខ្ញុំនឹងកំពុងតែទាល់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like